Hello cả nhà, bây giờ Huy sẽ làm cái clip là tại sao Huy không nói bệnh của Huy. Mấy người nói là có những cái người nói chứ không phải là ai cũng hỏi là bắt buộc phải nói. Nhưng mà đây là cái một cái clip Huy sẽ nói là tại sao nha. Nhưng mà đầu tiên là cái vỏ hộp Gucci này không có cái túi nha. Nhưng mà bây giờ chưa có nói được tại vì Huy không có thời gian để nói. Huy phải đi tỉnh quay cho cả nhà trước rồi có gì ra đó Huy nói cho cả nhà sau nha. Hẹn cả nhà ở một cái tỉnh xa. Tự nhiên có phép bước ra cánh cửa nè của Doraemon này đó, mở ra cái tới thành phố Nan liền. Thành phố mà cái tỉnh chứ lộn, cái tỉnh Nan. Ủa, cái thành phố cái tỉnh ta, để Huy coi là hình như cái tỉnh Nan là cái tỉnh mà Huy thích ở Thái Lan lâu lắm rồi, mà cứ nói mọi người là Huy để Huy có thời gian với có điều kiện Huy đi mà vẫn chưa đi được. Cuối cùng là khi mình bị bệnh thì mình mới đi gặp những cái người bạn của mình, và cũng như là đi để Huy thở. Huy đang thở luôn, Huy không ngủ luôn mọi người. Huy quay cho mọi người á, Huy nói thiệt á, với là có mấy cái bạn mà vô phá Huy á, comment cứ mỗi cái clip là cứ comment như vậy hoài á, xong rồi sửa lại nữa, mắc cười lắm. Xong rồi comment vô những cái comment của người khác là nói này nọ, thì những cái đó là Huy không có thời gian để Huy nói lại bây giờ, mà Huy phải đi gặp bạn Huy, với là Huy đi quay cho cả nhà xem những cái clip tích cực. Và Huy sẽ giới thiệu những người bạn mà yêu thương Huy dù biết Huy bị bệnh, chứ không có phải là nói Huy mà bị bệnh mà không có nói, xong rồi bắt đầu nói Huy rồi nói tùm lum là Huy làm biếng đọc lại quá. Để bữa nay Huy nói sau nha. Tại giờ phải tới giờ chuẩn bị đi quay cho mọi người xem nè. Đang ở trong phòng của bạn Huy mà Huy thu âm cho cả nhà rồi đi tiếp quay cho cả nhà nè. Chưa có ngủ luôn, từng qua đi hát karaoke rồi kể chuyện tình yêu, gặp tình yêu mình không có dám do bị bệnh rồi đó. Mà bây giờ là một cái quán cà phê nè. Và sau đó thiệt ra là Huy không có phép đâu, không có phép mà mở cánh cửa ra là tới cái này đâu, phải đi máy bay á. Chứ nếu có phép mà Huy ước thì Huy không có bị bệnh cho đâu, mà để ngu si đần độn mà lấy bị bệnh ra để làm câu view. Ai đâu mà ngu dữ đó. Ngu vừa thôi chứ. Còn muốn chèo kéo người khác để không có người coi á, thì cũng mình nên suy nghĩ sao. Nhưng mà nói chung là Huy không có nói, để Huy nói sau, tại vì giờ Huy mệt lắm, tới giờ uống thuốc nữa, sắp tới giờ uống thuốc nó mệt lắm. Mà chưa gần 2 tháng lắm, rất là mệt cả nha. Phải từ từ rồi Huy mới ổn, nhưng mà có ổn thì cũng không có chữa được. Nhưng phải tươi cười, người nói comment đủ hết à. Comment mà YouTube nó sợ luôn, nó cho ẩn luôn á, nó tự cho ẩn luôn á. Nó hiện ở trong studio cho nó sợ men mà xỉa sói YouTube nó ẩn luôn. Mà thiệt ra cái bạn đó là cái bạn mà comment Huy Huy comment, thiệt ra là Huy không có nói Huy bị bệnh, tại vì người ta có bệnh người ta giấu, chứ ai đâu đi nói. Mà Huy á, là Huy gặp một cái người bạn đang gặp chuyện stress. Mọi người nhớ lại đi, cái clip mà Huy bạn Huy á, stress á, chia tay người yêu với mẹ của bạn Huy mất. Bạn Huy bị khủng hoảng tinh thần, phải uống thuốc điều trị này nọ. Mà Huy mới lấy cái chuyện của Huy là Huy không may mắn, để Huy động viên tinh thần bạn Huy là Huy không có được sống thọ như người bình thường. Với lúc đó cũng chưa có nói ra, mà vô bắt đầu hỏi người ta là chừng nào chết. Mà người ta chỉ nói là họ sống không thọ như người bình thường thôi. Vô bắt đầu hỏi chừng nào chết là đủ ăn chửi chưa. Mà ghê lắm, mà nói chung là ghê lắm mọi người ơi. Huy sợ quá. Nói chung là Huy nếu mà Huy ghét ai là Huy sợ, Huy rút lui nha. Chứ Huy không có đi rồi tìm mọi cách này nọ, rồi có người nào mới vô mười mấy năm rồi nói coi từ lâu gì đó là chắc cũng bạn của người đó, hoặc là cũng cái người đó lấy cái nick khác vô á. Tôi đang chạy rung ra sân bay nè, bị trễ không cho vô, mà cuối cùng người ta thấy tội nghiệp, người ta cho vô á. Người ta thấy đi mình cho máy bay đông mà còn 20 phút nữa bay, ai đâu cho vô. Cũng may á nha, người ta thương cho ai đâu mà như mấy cái người đó. Nói gì này trực tiếp luôn mà đang trời ơi, mà thôi đừng có nói. Mình rước những cái bình luận tiêu cực chứ không phải là Huy tiêu cực hả. Thôi để nói sau. Nói chung là cũng phải nói. Hình như mấy cái người đã thích Huy nói hay sao á. Hình như mấy cái người đã thích Huy nói, được nói chuyện với Huy mới tìm cách vậy chứ. Trời ơi là trời.
tha cho thằng nhỏ đi chứ. Thằng nhỏ nó đã vậy rồi. Mà kiếm gì, nó kiếm gì ngu ngốc, ngu si đần độn, nó kiếm gì? Kiếm gì 3 tháng được 2 triệu để người ta chửi hả, tùm lum hả? Trời ơi là trời. Chạy luôn màn hình luôn này, rớt cái điện thoại luôn nè. Chạy đi gặp bạn, đi quay cho mọi người đó. Chả ai đâu mà rồi nói bệnh mà tươi cười. Trời ơi, người ta biết người ta không có sống được như người bình thường, mới đi gặp bạn gặp bè rồi bạn người ta nước khác qua thăm người ta này nọ. Trời ơi, mình thôi nói nhiều cái bị lãng á, thôi để Huy review thôi, trực tiếp thôi nha cả nhà. Cả nhà yên tâm nha, Huy chưa ngủ nhưng mà Huy rất là cố gắng. Tại vì cái bệnh của Huy không có ngủ là nó sẽ ảnh hưởng, mà nó có những cái bệnh khác nữa là nó sầm nụ nha. Coi cái chị đây đẹp gái lắm nè, cái chị đây nè. Nè, coi chị đây nè. Đẹp gái xíu. Đẹp hả? Bà đẹp dữ trời. Huy lên máy bay tiếp được 50 phút á, xong mà tới liền. Ở trên đây nó quảng cáo mấy cái phim đang hot ở bên này á, mà Huy không có tivi, Huy cũng không có tivi, Huy cũng không có coi nhiều. Cho nên tiếng Thái của Huy cũng dở lắm. Với lại cái người ra mắc cười ghê, nó coi bao nhiêu năm nay, coi mà có người khác vô nó giờ khó chịu, có bệnh mà không nói. Ủa, bệnh không nói chứ không phải lây bệnh cho người ta hay sao mà tức. Người ta bệnh không nói cờ người ta. Trời ơi, tự nhiên làm như lây bệnh cho mình thì sao mà tức nổi điên cùng lên vậy. Vừa phải thôi, bình tĩnh đi. Đồng hương với nhau hay là người cùng một nước mà, đâu có ở chung nước đâu, đâu ăn của gì của bạn đâu mà sao vậy. Huy đi hãng hàng không Nốt E cả nhà. Nốt hình như là con chim hay sao á. Ờ, nốt hú. Tới tiếng Thái nốt là con chim. Ở bên kia có cái trực thăng kìa cả nhà. Ờ, trực thăng bên kia kìa. Thời tiết ở đây nó còn hơn. Thường thường ở đây nó sẽ lạnh lắm nha. Nhưng mà tới thì thấy nó bình thường, không có lạnh. Chưa được xe khiếp nữa chân. Sao cái sân bay thì giống sân bay ở quê hơi quá ha. Sân bay Phú Yên quá. Tại vì Phú Yên sân bay là cây cảnh rồi như này nhiều lắm. Ở đây là phía bắc của Thái Lan cho nên ở ngoài sân bay người ta trưng mấy cái đồ của mấy lồng đèn đồ mọi người. Ban xuôi mất là ban đẹp ní hả? Ban được lúc ban hả? Có cây cây Lào mà phía bắc của tỉnh Nang là nước cái tỉnh gì của nước, cái thành phố gì của Lào á, nó là giống Lào không? Đúng là hồi xưa Huy cũng ở bên Lào, nó Lào. Mình thang nữa là ở lại mương Lào ha, chứ ở lại bổm lươm nữa, bổm có an này. Vậy thì ở lại mương Lào. Chăng hoạt ở lại còn Lào City á, chứ này bên hết Lào lúa thì chăm chăng hoạt mới đai chăm chăng hoạt mới đai bọn có chăm đai mưa qua bọn có ăn đâu thì tịt khét Lào trong huê cồn nhỉ. Đàn huê cồn phải Lào đai thì có cày rồi nè. Thì tịt cắm nang như là
cái đây là sông đến từ nước Lào, Mê Nam Chạc Lào, từ Lào Mê Nam là sông đó cả nhà. Cây cối ở đây cũng nhiều, nhà thì nó thấp thấp giống như ở bên nước ngoài á, bạn Huy nói giống nước Lào mà thiệt ra là giáp với cái tỉnh thành phố này của Lào. Cây cối quá trời nè cả nhà, và xanh mướt luôn. Bạn Huy chở Huy đi cà phê, đi cái lán cà phê. Bạn Huy hỏi đói không, Huy nói không, để uống cà phê. Ô, có quán cà phê là Sea House nè. See you đây mày. See you cặp lốt đây mày. Wow, anh ấy sủi mà. Anh ấy khắp trà này. Cái chuyện tông khắp motorcycle cho sản phẩm cho sản phẩm. Trai, phương phóng có bọc bay nan tông khắp motorcycle, quân mì motorcycle mày. Chóp motorcycle mắc lời. Maybe tomorrow what I have. Phải ở another way. Phải thịt bùa. มีปอกเกลือมั้ยคุณจริงเหรอต้องไปนอนที่โน่นนะถ้าไปอ่ะอ๋อโกแบกไม่ใช่ฟ้าหรอกมันเป็นภูเขาแบบขับยากนะใช่คือใช้เวลาในการขับไม่เหมือนทางตรงมันเป็นโค้งไปโค้งมาอย่างต้องระมัดระวังแต่ผมชอบไปอาบน้ํานั้นร้อนๆ น้ําร้อนนะฮะมันคืออาบน้ําร้อนมันดีให้สุขภาพด้วยไม่มีนะพูดบอกจริงเหรอใช่ Huy nói Huy thích đi cái nước nóng á. Bạn đã nói xe nếu mà đi thì ngủ lại. Ở đây nó có nhiều cái chỗ đẹp lắm mà mình phải chịu đi. Người ta ở đây người ta ít đi lắm, như Huy ở quê Huy á. Bây giờ người ta làm du lịch người ta hay đi tập lập chỗ, chứ Huy ở đó Huy đâu có đi đâu. Ở đây là cây xanh mướt à. Bọn bọt qua thăm mày dù thì ní ต้นไม้สดใสสีเขียวมากอ๋อเป็นเรนนิ่งไงเรนตกอ๋อฝนตกก็เหรอเรนนิ่งซีซั่นใช่อ๋อแล้วทำใบไม้เหี่ยวนะไม่มีใบไม้ดรอปแบงค์อ๋อแบงค์เคยนั้นแหละยามมัวในละมุมมือจะนั่งไก่นั่งสั้นเจ้าบุญถึงไม่บัวมูจุกไอ้ไก่นั่งเหี่ยวแล้วนั่งยังมีนั่งใบเหี่ยวว่าเด็กว่ะ mọi người ơi สวยมากเลยว่าย่อมเยอะหมดบุกจันเด็กแว้จูดแจกไก่สันโอ้สดใสมากเขียวมากไว้กันจะกันแน่ซิมจะ hơi ở nhà ngày nào hơi cũng có mình hơi quay ở nhà giờ đi lên đây hơi quay cho cả nhà xem cả nhà nhớ đừng bỏ qua quảng cáo nhé bỏ qua ถ่ายวิวมันสวยไม่ต้องถ่ายผมแล้วก็ถ่ายเพื่อนได้ไหมถ่ายคุณได้ไหมถ่ายคุณได้ไหมถ่ายได้ถ่ายให้ใครถ่ายคุณนะถ่ายให้ใครคนเวียดนามดูได้ไหมไม่สวยฮะไม่สวยสวยจ้าแบงค์ไปหอยถ่ายไปหอยไปไหว้แบงค์ดูห้องแบงค์หอยแบงค์ไปหอยแล้วไหว้จะไอ้ไปน้อยไหว้จะเงือกเวียดนามแบงค์ไปน้อยphải quay cho đẹp á nha. bấm liền bà xã con bọc tha thái là tông thái hay sủi ấy là quay là phải quay cho đẹp. Nãy giờ Huy cũng chưa có dám quay tại không biết bạn Huy có thích hay không, bạn Huy có gì Huy sẽ giới thiệu sau nha. Anh đang lái xe này đây. Ừ, cây xanh mát quá nè.
mấy cái nhà ở đây dễ thương quá nè cả nhà. Huy nói tiếng Việt là bạn ơi cười. Hả? You up clip lọ. Up clip. Clip lọ. YouTube. Bài cutting. Nghe thơ lọ. Cutting hả? No, you up clip nè. Cut à, cut à, cut clip à. Mấy tông tạch gì? À, lắp bê thôi. Bỏ mấy mì quay lại edit, bỏ mấy lũ edit. Làm dài. Làm dài hệ thống cao. Ấy bạn Huy nó trái nhãn á, trái nhãn. Thì nên tụi mình quát chưa nè. À, quát quát mương chân tay nè, xem ơi. Có mình Lào nó. Lào mình. Bạn Huy nó giống Lào. Đó, mấy cái nhà vợ nhỏ dễ thương quá ha, Huy thích ghê á. Phòng shop ban bẹp mí mà nó lắc mát lên. Non แบบ นี้ mấy cua ngu mới không ngu chọc lọ nghe Huy nói ngủ ở trên nhà sàn เห็น ข่าว เมื่อวาน น่ะ มี งู เข้า ไป ใน กางเกง ผู้ ชาย ผู้ ชาย ก็ กลัว ก็ นอน นิ่ง ๆ ให้ คน มา เอา งู ออก น่ะ อยู่ เห็น มั้ย อยู่ ไหน งู น่ะ He sleep in on the bed แล้ว ก็ มี งู เข้า ไป ใน ในกางเกง He short ใช่ แล้ว ก็ he cannot move นะนี่ก็กลัวแต่ว่าไม่มูฟไม่ได้ต้องให้คนเอางูออกHuy nói ngủ trên mấy cái nhà sàn này không có sợ rắn nó bo. Xong bạn Huy nói hôm qua có cái ông kêu con rắn nó bo vô buồng nữa, ông sợ. Rồi bạn Huy hỏi chứ quay về rồi có cắt đồ gì, edit đồ gì không? Huy nói không, tôi để gì vô, tôi để gì tôi up lên luôn chứ tôi đâu có thời gian, tôi đâu có biết đâu. Bởi tôi quay. What anh ấy là what thung mang hả? What thung mang xem mà. Hình như cái chùa đó nó nổi tiếng lắm á cả nhà ơi, cái chùa nổi tiếng á. Mấy cái nhà cái màu gỗ đẹp quá không? Mấy cái nhà bên nước ngoài á thường thường là cũng không mất cao. Mấy cái nước Úc rồi á. Người ta ở cái nhà 2 tầng là mà nó rộng như này đó. Mặc dù Huy chưa có đi Úc nha. Ô, mô tơ xe này bay nè, nè, slow nè. Cannot move lady nè. Sàng lên nè, mì sàng mì đai nè. Mì chẳng bạc. Bạn Huy nói mấy cái xe máy này đi chậm quá mà không có chen lên được. Tại vì cái làn đường nó ấy. Cái sàng mì đai nó vô. Tại vì cái người ta nói là cái đường đây nó nhỏ mà cái xe á, nó đi lên á mình không có còn không có lên được. Chạy gen gen mấy bên lại gặp chiêu chiêu. Đu view. Huy nói không sao đâu, bình tĩnh bình tĩnh. Đó. Chính lọ. Có mà dù chuông na nào này bằng nhé mà ban. Tết đa ra nắc lón á hả? ดารานักร้องซื้อคนมีเงินนี่แหละที่อยู่กรุงเทพมาเขาก็ชอบธรรมชาติชอบคันที่เขาก็ซื้อมาซื้อหาซื้อที่ที่นั่นมันจะมีสมอลเมาน์เทนแบบภูเขาไม่ได้บิ๊กมากเขาก็มาซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านแล้วก็เห็นวิวสวยอันแบงค์เฮ้ยน้อยแหละไม่ก็เงื่อเยาเยาบังก๊อกโดนให้มัวไม่ก็แง่เอาได้เด้งที่เดอะรถก็พูดนะเห็นไหมđể làm nhà rồi ngắm mấy cái view đó. Ở đây nó có cái con đường á nổi tiếng lắm, cái con đường ai chụp cũng ra chụp hình cưới á. Cái con đường nó giống như cái con số 3, nó tên là Thà Nổn Chứ Sạm, đẹp lắm mà bạn Huy nó xe cây hả chặt Thà Nổn Chứ Sạm mấy cây theo ní bà ma thôi là xịp lô mà dí xịp lô. Em nói chua tại quá thằng ní lẹ. Thằng ní lơi lỡ. Wow, để Huy dụ bạn Huy đi. Phiền bạn Huy quá. Nhưng mà không sao đâu. Bạn Huy biết Huy bị bệnh. Cho nên nghe เป็น phố khảo แบบ nha, แบบ small mountain. Khao có phải làm resort, làm homestay for people, ให้คนมา พัก ช่วง หน้า หนาว หน้า ฝน Wow, đẹp quá. Cái này mà đi xe máy là hửi mấy cái cây đẻ luôn. Nó ra mấy khí mà cái cây là buổi sáng hay buổi tối là cái khí nó tốt hơn, tao quên rồi. Ngu quá học, quên trẻ bài thầy cô. Bỏ bọc qua, toàn cháu mình
ต้องหายต้นไม้มันจะดีกว่าหรือต้องคืนมันหายใจออกเข้าวะ CO2 CO2 daytime 4 he come out oxygen ใช่หรอthe tree daytime buổi tối là không có nail buổi tối là không hửi không tốt giờ là còn sáng là ráng mở cửa sổ ra hửi 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 chút hửi cho nó khô bớt nó ở đây là đi chút là cũng chùa giống như ở Bangkok vậy đó cả nhà có tượng Phật ở trên trên đó đó cả nhà wow ở dưới đây là cái lối lên đó hồi nãy Huy nhìn thấy bức tượng Phật cũng lớn lắm mà đi ngang qua rồi wow đẹp quá nè cả nhà mà điện thoại sắp hết pin tới quán cà phê xong đi hết pin mà bảo qua mấy mi battery battery mất một rồi thưởng rán cà phê mất một tại lúc mới đại đồng xanh là chốn đây muôn ngàn có cây và đây bầy thú hoang đang vô tình trong nắng mai đây những là suối mát cái bài hát của anh Đoan Hồ hát hay nhưng mà ở đây là phía bắc của Thái Lan á có mấy cái bài hát cũng hay lắm cả nhà có một qua Nan Chiang Mai bắt nứa có lại plan bi mất luôn xem mà dạ chạy đi nữa lên đèo này giống đi Đà Lạt quá nói chung ở đây đi một lần xa xôi tội nghiệp bạn thôi cho nên là nói chung ở đây có rất là nhiều cảnh nhưng mà mình phải mướn xe đi chơi ở chỗ đây là không có phải là cái khu du lịch ít người Việt Nam biết lắm chỉ có những cái người cưới chồng cưới vợ những cái người ở bên đây thường thường người ta mới đi hoặc là những cái người mà mê du lịch người ta mới đi mới chứ tại vì cái chỗ đây nó không phải chuyên nhưng mà nó rất là đẹp Huy mê ở cái chỗ đây từ rất là lâu rồi mà Huy chưa có thời gian và cơ hội để đi bây giờ bị bệnh thì mình mới mới đi mà thiệt ra không phải bị bệnh là để đi tại vì cũng không có điều kiện nhưng mà đi là tại vì bạn Huy biết Huy bệnh đó. Thì cũng là một cái người chia sẻ với Huy cho nên là Huy cũng muốn gặp gỡ những cái người bạn mà không có bỏ rơi mình nữa cả nhà chung là quý mấy cái ân tình tới cái con đường nổi tiếng là còn 29 cây nữa là dí sẽ 30 na thi á Brahman sẽ thử cannot die fast mà con nhỉ đây là mặt nhỉ qua mặt khốn khẩu nhưng khắp liệu mới đại khốn khẩu đường là tại vì đường đèo cho nên đi không có nhanh không có phải 30 phút tại vì còn hai pha có khập cái tam cái bệnh nhẹ có cha cha khốn khẩu đúng sai thục leo cho nên là Huy tưởng 29 cây là cỡ 30 phút là tới nhưng mà bạn Huy nói là nó khốn khẩu là giống như cái đường đèo á trên núi này đi nó chậm lắm không phải là 30 phút đâu mà cái con đường đó rất là nổi tiếng Huy đi tới đây Huy chỉ muốn đi tới cái con đường đó thôi
nhưng mà nó con cái con đường đèo thì nó cũng nguy hiểm, nhưng nhiều người tới để chụp hình lắm á, nó nổi tiếng lắm mọi người. Hả? Anh này à? Là anh đi thi phẫu thuật burn body จริงเหรอใช่ที่นี่เขาเผาคนแบบนี้อ๋อไม่ได้เผาแนวในเทมเพิลนะแยกออกมาจากเทมเพิลคนตายอ๋อไอ้ละจุดนั้นละหอตั้งอะไรเนี่ยแล้วก็เวลามีคนตายเขาก็เอาไว้ที่บ้านนะไม่ได้ไว้ที่เทมเพิลนะอืมไฟหลายเนื้อมันเจอที người ta sẽ บ้านใครบ้านมันนั้นมา ai chết thì sẽ ở nhà về nhà cái người đó chứ không có phải là ở cái trong cái chùa. Nó ở đây vậy là vậy á. Mắng có mà phê thì bạn. Ừ. Lời hay nói là lời, lời hay nói hay nói là lời. Và tôi nói thương lời lòng bay. Tua chân đợi lời bên này tua chân vào mình cả gì tua chân bao mình vào cả đàn để con ngâm thơ mà chân mà nào hứa chân mấy cái chỗ nổi tiếng ở đây nó cũng cách xa nhau lắm, giống như cái bọt lưa là nó tới 65 km lần, còn cái ấy cho nên là mặc dù Huy bị bệnh, bạn Huy thương Huy hơn bình thường nhưng mà Huy cũng không dám phiền. Nhưng mà ở đây rất là khó đi du lịch, mình phải có bạn mình chở đi, mướn xe Huy đâu có chở. Ở cái quán này nổi tiếng này, ở cái quán này Huy biết rồi, tôi coi rồi trời mê quá, tôi mê cà phê quá, tôi đang ngủ, tôi chưa có ngủ từ hôm qua, cả nhà đi hát karaoke tới 5 giờ sáng đó, gặp cái anh Huy có kể với ảnh là Huy gặp cái anh đó yêu mà trời ơi Huy bỏ chạy, bạn Huy cười quá trời, nói do tôi biết tôi bị bệnh tôi không có dám yêu ai. Bạn Huy cười nắc nỉ luôn. Đây, cái quán cà phê nó tên là gì vậy ta, nó tên là con mua Huy đọc không ra cả nha, Huy đọc ngu. Tạm biệt quán cà phê Huy, xin bạn Huy là đi cái con đường đó đi. Huy nói đi Huy lại, Huy làm cái động tác lại vậy đó. Bạn Huy cười nó đi đi sợ quá. Một bay ra nổi chứ sao có phun má con biết nào có phun má con chuồn mà đu thà nổi chứ sao mười hai đã có đó. Mình đi 30 cái số mình sẽ tới cái chỗ đó nha cả nhà, mình sẽ nhìn cái con đường tuyệt đẹp đó. Ai mà thích chụp hình cưới ở cái con đường đó thì tới đây, con đường số 3. Bây giờ 30 phút sau mình gặp lại nhau nha. Con Huy đã không lưu đài mà. Bạn Huy nói con gì mới cắn, Huy nói con mũi hả? Xong rồi bạn Huy nói con mũi, nhưng mà ở đây có cái mũi dung lai là mũi xúc huyết á, cắn vô xong rồi cái đỏ là phải ngủ ở bệnh viện á. Xong tại vì ở đây là rừng không này mọi người thấy không, cho nên là có trứng của con mũi á, là trứng con mũi sốt xuất huyết á. Ở đây mọi người thấy cây cối không? Ở sau cây không, nói chung là tứ phía là cây, trước mặt là cây, còn 20 phút nữa mới tới cái đường đó. Bạn Huy nói là cái đây là cái con đường tên là Thà Nổn Loi Phá. Đây Huy nói sao vậy? Nói giờ cái con đường mà thấy được, ý là con đường thấy phá lao trời rồi, thấy ý là đất trời đó, con đường nó tên vậy á, thấy được đất nè rồi trời. Còn 5 phút nữa là tới con đường đó rồi cả nhà ơi. Gần tới rồi nha. Đi lên 3. Bạn Huy nói là đây con đường số 2 tại nó quẹo quẹo giống số 2. Mà chờ chút nữa tới số 3 này. Ý là nó quẹo giống cái số 3 á, nó quẹo vậy nè cả nhà, 1 2 3. Bạn lên 2 number 2. Đi qua cũng thấy số 2. Chưa. Bạn Huy không biết có lộn đường không. Mình bị thang mấy bị. Only one way. Ừ. Cái này đẹp.
Ở đây là nếu mà thường thường cuối tuần là đông người lắm mọi người, là phải xếp thứ tự để chụp hình đó, tại con đường này cũng nổi tiếng đó. Mà xếp thứ tự là tự người ta xếp chứ không có ai đứng kiểm tra, tại vì cái chỗ đó là cái xe hơi nào dựng vô thì chụp trước, xong rồi lỡ mấy ai chụp lâu sao trời, có mấy người chụp vẫn chưa tới, từ đây tới đó vẫn chưa thấy số 3. Bạn ơi, nó chỗ nào? Tới rồi nè cả nhà, cái con đường này đó, nó ở trước mặt nữa, nó số 3 đó mọi người thấy không, có cái quán kia mà quán ở đây nhiều xe người ta đậu nè, thấy không cả nhà. Hôm nay không phải cuối tuần mà nó cũng có xe, nó có chiếc xe cái đẹp quá không. Ồ, cái chiếc xe đó đẹp quá. Cái con đường ở đó cả nhà thấy không, nó số 3 đó. 3 là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sang một gia đình, gia đình gia đình. Người ta tới đây chụp hình cũng nhiều ghê, tôi bảo bạn Huy đi luôn. Có flycam kìa cả nhà. Ồ, có flycam đó, cái những cái người người ta quay bằng cái con đường này bằng flycam nó mới xuất sắc, tại vì nó bay lên á, nó nhìn thấy được cái số 3 rõ đẹp lắm. Có mấy cái người YouTuber ha, người ta quay ha bằng những cái đó nó làm mọi người vào xem những cái YouTuber đó mới hay. Cho Huy là bay bằng cái điện thoại này nè, là mọi người chỉ thấy vậy thôi nè đó. Ở đây người ta ghi là thà nổn gì á, thà nổn led, thằng nổn led 3 là led xám nó đẹp không, cái xe đó nó chạy lên nha. Ê, thầy giống cái trò chơi à, nhà người ta cái anh đó, anh ẵm con anh coi bạn Huy đứng nè. Giờ Huy sẽ chụp hình cho bạn Huy. Bạn Huy được cái là thích chụp hình giống Huy, bỏng bọt cun có shop thải lúc mượn phộm. Đó đẹp quá, trọ đẹp quá, đẹp hơn ở trên hình, sủi mắt lơi à. Những cặp đôi yêu nhau ngồi trên cái ghế, chỗ đó nó có cái biển đó, cái tên cái con đường số 3, cái chị ngồi giữa đường nè, ngồi qua mấy cái gạch nè, coi nha, cẩn thận xe nó chạy lại, nó gạch ngang. Gạch ngang một đường là thôi. Ở bên đây. Hả? Dương tông nướn đó ha. Xùi. Ở đây bán gì vậy ta? Sữa khấu Aska A Team nè ha. Kinh máy bóng sữa ha. Bước đi trên con đường số 3 của Thái Lan tại tỉnh Nan, quá trời xinh đẹp con đường số 3 này. Trời ơi, có chiếc xe chạy ngang giống như là trong trò chơi truyền thuyết. Đi trên truyền hình, trời ơi quá đẹp. Dễ cuốn nhảnh mà, em này không phá nè. Chiếc xe chạy lên con đường số 3 này, wow. Quá trời đẹp.